Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Ý Diệu gửi lời chào đến cô chú anh chị có mặt trong buổi tiệc dỗ tại Tư Gia hôm nay. Cảm ơn nhạc sĩ Văn Cường đã tạo điều kiện để kết nối Ngọc Ý Diệu đến gần hơn và phục vụ chương trình hôm nay đến quý vị. Và để liên tục chương trình, xin gửi tới quý vị một lớp ca trích trong vở tuồng được mang tên Chiêu Quân Khống Hồ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiêu quân ơi, nàng đừng giao đùa, cũng đàn sầu nào đùa. Khi mưa chiều còn nắm ướt nhãn môn qua, ta tiện làng xa tấn công hồ ba. Quân dân ơi, đôi ngã chi ly là gió đó. Còn trong giấc mộng xa cách từ đây, còn mong bối tương phùng. Cánh nhà hôm qua trong mưa gió lạnh lùng, chết quê từ đây ô buồn vắng vẻ mất cách rồi chẳng biết. Mà chốn lấp liền đau, đừng vì chút tình xuyên hãy nghĩ đến muôn dân trăm họ. Chỗ mai này đôi ngã chia ly nhân tình của quân dương tiếp trọn đời ghi nhớ. Tôi giờ đánh còn trong giấc mộng.